Bây giờ bà chở thằng mập đi đi. Ok, hai vợ chồng đi đi. Ôi, tụi mình đi xe em để em chở cháu. Dạ ơi. Chuẩn bị sửa xe rồi, bây giờ cho nó hư luôn đi rồi sửa lần luôn. Đụng má, tập tẻ. Đây là. Lại làm. Mua. À, mới đi ăn đám dỗ về mọi người. Chưa. Mà chiều tao mới đi rồi. Giờ qua nghe. Vậy để em chở vô cho nhẹ sao? Thì bây giờ nè, để mập nó chở bà đi. Mập nó chở bà đi. Xin chào mọi người, hôm nay Mộng Cầm hẹn hò với một người rất là đặc biệt mọi người. Hai ly. Mộng Cầm uống gì mà thấy ngon không Mộng Cầm? Đậu xanh. Đậu xanh Mộng Cầm. Không phải, bà kêu bà hẹn hò tôi ra đây tôi bắt gặp. Hẹn ai? Tối gì? Chờ bông á là 350, bán được mình bán được là có kêu là 400. Mình là được có 50. À, đó Mộng Cầm lấy trà bông để bán ha mọi người ha. Đó. Đâu có bịch trà bông đâu rồi? Ở trong xe. Đem ra tôi quảng cáo luôn cho. À, Mộng Cầm nay có hàng với anh Bảo ra uống cà phê mọi người. Uống mập luôn rồi. Mập hả? Đi công việc tí xíu rồi lát hồi nó ghé. Sáng giờ đi đâu em? Làm gì? Dạ, mấy ngàn cây thay một lần? Ngàn cây. Trời ơi sao ăn dữ vậy? Ta 2000 đi. Ngàn gì ít gì trời. Chứ hãng là chạy được có 1000 à. Thường thường anh chạy 2000 không à. Đó. Chà bông này là chà bông ngon. Mọi người ăn thử đi cho ý kiến. Người ta online đang lợi thử sao anh Bảo đó, bây giờ bà lấy trà bông ra bà quảng cáo bán luôn nè kìa anh Bảo. À, cái này là nó thật với sự mọi người là cũng lấy người quen là 350, bây giờ bán giá là 400, là một ký là 400, là một ký có 50.000 mọi người đó, nửa ký là 200. Thôi để tôi ăn thử cho anh Bảo ăn thử rồi biết. Mộng Cầm nói rất là ngon nha. Bảo ăn thử miếng thôi Bảo. Thiệt. Ăn thử quảng cáo mà anh coi. Quảng cáo cho Mộng Cầm á. Em hay nhận xét thật lòng lắm. Rồi thật lòng luôn em. Anh ăn nhận xét được rồi. Nói chung là trà bông này ăn rất là ngon mà thơm mà. Bảo không dám nhận xét mà. Đi kêu nước. Tụi em bán thì chủ yếu là để cho anh chị thưởng thức. Trà bông này là có tiếng ở đây á, có tiếng quận 10 nhỉ. Đúng không Cầm? Trà bông này á hả là đem qua bển cũng được. Đem qua đâu? Đem qua nước ngoài cũng ok lắm á. Tôi nghĩ là không được á, tại cũng tào lao. Được. Trà bông khô mà. Đâu có nước gì đâu. Nhưng mà nó kỵ, có nghĩa là người ta kỵ thịt heo, kiểm dịch đó. Ăn trong nước là ok, ăn bánh mì ha. Ở nhà mà có bịch trà bông này, có đói bụng gì để ăn mọi người. Giá bán là 400.000 ký. Tụi em lấy 350 rồi đó. Cái đó là Mộng Cầm nói thật đó. 350 ký phải không Mộng Cầm? Giờ bán lại 400 phải không? Lời ký để cũng đủ tiền xăng à. Rồi ship mà bà có tính tiền ship riêng không? Ship thì nếu mà gần thì không tính ship, còn xa thì tính chứ, tính xăng tổ chứ chị. À, Mộng Cầm bây giờ định nghỉ nghề bán vé số, giờ chuyển qua nghề trà bông nha. Cái này là ý tưởng của Mộng Cầm luôn á mọi người. Đó, muốn bán đổi nghề bán trà bông. Đó. Lại trứng. Bán trứng nữa phải không?
không nghĩ là kiếm chỗ nào mà hả bán. Anh Bảo ơi, ông Trầm nói là bây giờ lấy trà bông này về suy nghĩ chỗ nào bán. Thì bà vừa bán trà bông, bà bán thêm trứng nữa. Ý anh sao? Bán trứng nữa đó. Mà bà bán cái gì? Bà ý là bà không biết đem sao trà bông đi đâu bán hả? Ý là bây giờ quảng cáo cho luôn là bán trà bông, rồi bán thêm trứng nữa. Cái này là trứng là bà muốn bán hay là ai kêu bà bán? Muốn bán. Chị muốn bán hả? Không gì. Hộp dịch. Thì trứng hộp dịch là chỉ lại hộp gà thôi. Bà có sợ bán đụng bà chất không? Không. Thôi không sợ luôn. Đó là chứng bán là như bà chọn bán gì? Vậy là bán khô, quảng cáo khô với lại quảng cáo khô là lạp xưởng. Nói chung là tôi khuyên bà nên bán trà bông này thôi. Bán trứng thì đừng bán, tại vì trứng bán trứng rồi mình bán vậy cũng kỳ lắm, hiểu không? Mong Cầm muốn thay đổi nghề nghiệp là bỏ bán giấy số, bây giờ bán trà bông rồi kiếm thêm cái gì bán nữa. Rồi cái này á là bà bảo vốn bà tự bán luôn nha, tôi chỉ quảng cáo giùm thôi nha, ok chưa? Rồi bắt đầu ai mua là bà tự đi giao ha, rồi tiền ship bao nhiêu á thì bà tự nhận luôn, thấy vậy được không Cầm? Không biết là bà bán được bao nhiêu ký mà người ơi. Thì thôi bà muốn bán thì rau cho bà bán. Thì trong nhóm ai muốn bán gì rau bán, giống như anh Bảo thì anh bán trầm hương, ông Cầm thì ông Cầm thì bán phải thì em bán trầm hương, anh nói cho em bán trầm hương cái gì đâu, làm ăn mà đâu có gì xấu đâu. Rồi Mộng Cầm thì bán trà bông. Bà muốn bán trứng nhưng mà hơn chừng với anh Bảo thì cản bà. Còn bà muốn bán thôi chứ mình cũng cản lại thôi. Cái sáng kiến của mình thôi. Muốn bán thì bán. Muốn bán thì cho bán thôi. Bà là bà không có sợ đụng gì đó. Đụng là phải chạm mà. Bà nói bà lấy 350 rồi. 350 cái thì bán 400 là được có 50 rồi. Ngày bà bán 1 ký 2 ký là bà thấy bà bằng 100 tờ giấy số phải re rồi. Lỡ mà chốt đơn ngày nào chốt 5-70 ký nữa là vô khúc luôn. Đủ tiền nuôi mập với thằng gì danh này. Thôi hỏi đi nha. Kiếm chỗ ở nữa. Trời ơi, bây giờ bà kiếm chỗ ở nữa mọi người ơi. Có 3 triệu lên luôn rồi. 3 triệu thôi, giờ không biết còn y nguyên không? Không biết hay tối qua cho trai. Còn phá sản cho ai đâu. Đây mọi người, tiền Mong Cầm nè, coi nè. Ở đây tiền Mong Cầm tiền nhiều ghê vậy. Cũng mừng cho bà chứ không gì vậy đó. Có tiền quá cho tiền luôn. Bốn tờ 500 nha, là thiếu 2 tờ rồi đó. Đây nè. Mấy tiền lẻ chắc cũng được 700-800 mà. Bảo quá men luôn mọi người, uống xì tin ha. Còn hơi cần uống cà phê đá. Bảo men ghê. Làm gì làm mà có tiền để em túi là thích rồi. Không ấy bây giờ lấy tiền đó đi sắm vàng đi. Còn không sửa xe với lại bà để vốn bà làm ăn. Bà mua cái trà bông này nè. Bà về bán. Tôi quảng cáo lên cho. Ai mua trà bông gửi cho người thân mà ăn đồ á. Mọi người nhớ ủng hộ Mong Cầm nha mọi người. Kệ làm ăn mà chứ đâu có cái gì đâu. Mọi người ai thương ai ghét thì ủng hộ cho Mong Cầm. Cũng có thời kỳ bà bán cái gì á, mất cái gì đó, hạt gì đó cũng bán cũng được lắm, sao tự nhiên cái đồng cái vợ quẻ không bán đó. Ngày xưa nói chung á là Hân Trần cũng xây dựng cho Mộng Cầm là bán mất bán đồ, nhưng mà cũng vì cái này cái kia thôi không bán được nữa. Đó cũng vừa ủng hộ lấy bộ, nhưng mà cũng ủng hộ bà lắm rồi.
cái thứ nhất là bà không có chia ra được, mua có mấy cái đó chia ra bán là phải kiên trì bán, bỏ cái lửa vô bán xong rồi bán tiền đâu mà bán thời gian không kiên trì được, người ta yêu thương mình, người ta ủng hộ mình cứ kiên trì bán. Làm ăn cái gì cũng phải kiên trì chịu đựng, rồi tới lúc mà thành công á, nhiều khi tiền vô như nước là bà lúc đó bà là tiền hơi bị nhiều luôn á. Thì cái gì bôn ba thì cũng phải có thời vận đó đó. Quan trọng là bà có ngoan hay không á, ngoan chưa đó, chạy điện nữa nè, làm ăn mà có chạy điện hoài, chạy điện hả cầm. Em nghe chị hai rồi mà tuyển tử ra để thử cái trà bông của Mộng Cầm bán á, để... bán cho tuyển tử bán, Mộng Cầm bán trà bông này đi lấy bán luôn. Thì bây giờ mời ông thì không ai mua, tuyển tử bán người mua giờ lấy nha. Giờ mời thử ra ăn trà bông coi thử như thế nào để quảng cáo cho Mộng Cầm ha. Ăn đi, ăn thử cho cảm giác coi. 400.000 ký á. Cũng nửa ký anh ký. Nửa ký mà. Hỏi mập có ăn không? Chị hai nói là nửa ký cho mập. Chuyển tiền về cho anh trả tiền cho em. Rồi ok. Dở hay ngon má? Ăn mới thử 3 lần em biết ngon không? Lần nữa dạ, cái gì cũng vậy hết trơn mình mới thử đúng không? Mà ăn hết luôn đi, mà dòng kén luôn đi. Nhíp 1, nhíp 2. Nhấp lần 3 lần hết bịch nhấp của 3. Ta má. Thử gì thử ghê vậy? Tại nó buôn bán mà khách hàng là thượng đế. Mình phải cho nó ăn thử mới mua ngon đúng không? Cái gì cái gì vậy? Không cầm muốn bán cái này nha, okay. Không cầm muốn bán cái này thì chính tự thử đồng ý thì ngon thì mới mua, không ngon thì tự mua gì đâu bình thường. Ngon hơn yến tử một lần ba lần ấy nha, chém mỗi tay liền hết kêu ở tiền. Cái này nó làm như là nó già gì lúc mà nó phơi nó chưa được ngon cho lắm nha. Em mới mở cái chiếc wifi. Ủa khô heo mà làm gì có gà ở đây tiểu tử. Trời ơi chết rồi chết rồi. Em mời đúng tiểu tử của Ford rồi, ở trong đây có con gà mọi người ơi, chết rồi chết rồi. Ủa đây con heo hả? Con heo. Phải chịu quảng cáo chứ biết đâu tưởng con gà. Con gà con heo. Ôi giả tướng rồi mà cái này là cũng khác. Vậy hả? Em cũng được. Con heo hả? Thôi đánh giá chính xác rồi, bà ba buôn bán á má. Bán nhiều ký vậy? Ký 400. Một ký 400 nha mọi người, nửa ký là 200. Nếu mà mình thích mua 100 gram là 20 có luôn. Có bán 100 gram. Chứ bán nhiều, có nửa ký 1 ký. Bán nửa ký 1 ký thôi. À, hiểu rồi. Ý là bán nửa ký 1 ký. 200 nửa ký chắc là hơi mấy 120. Trời ơi, quýnh án lắm nè, cái này má thử gì thử hoài luôn má ơi, má hết bịch của ta. Ê, ngon mới ăn mà không trả tiền. Không, lại đi. Má còn lại. Quá mọi người ơi, mình đúng muốn ăn lại mọi người thấy chưa? Thôi thử như đó được rồi. Nên như mà nói chung là béo béo nha cũng được. Ăn được. Béo béo. Hà nó đầu mua kêu mua đó. Là nó nói hả? Bà có chắc là ở trong đây không có trộn khô gà nha. Bảo đảm cho ta là khô heo chính giống nha. Đó mọi người, 200.000 ký, mọi người thương Mộng Cầm thì ủng hộ cho Mộng Cầm nha. Chị Cali, em cảm ơn chị Hai nha. Chị Hai kêu hả mua cho mặt, à lẽ hỏi mặt. Nếu mà ăn á, chị Hai mua nửa ký cho nó. Em cũng cảm ơn chị Hai nhiều. Rồi, em cũng cảm ơn chị Hai nha chị Hai. À, vừa mở ra bán thì có chị Hai mua ủng hộ rồi. Rồi trái tiểu tử có mua không? Mua ủng hộ cho bà đi má. Anh chị ơi, thương cho em, mua cho em nửa ký em ăn cái gì. Trời trời. Bắt trước bà luôn. Hả? Trời sao? Tao bán mà bà mày bắt trước tao làm sao được má. Bảo, mua cho bà nửa ký á Bảo. Không bán được, tôi mở chuyện thôi. Ủng hộ cho bà ngày đầu khai trương đi, hồng phát đi.